trắng xin dâu cho mẹ, đóa hoa hồng đặt nhẹ mồ cha, hoa biệt xứ xa nhà, những thương cách biệt bao la dòng trời, chúng chùa vọng hỏi lời báo hiếu, đại lễ vô lăng đặt nhiều người, đứng đầu những hành giả đường lớn, công ơn giữa dục cao hơn núi, nghĩa mạng siêu thành tựa biển khơi. Bây giờ bà sẽ kể cho tôi nghe điển tích một hiền nhân vào ngục cứu mẹ và sự ra đời của nữ công an con nhé. Thank you.
Xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn song sắc nhất với tiết mục Sự tích Vũ Mục Kiền Liên Cứu Mẹ do diễn viên vũ đoàn Phoenix thể hiện. Xin được cảm ơn đến với tất cả mọi người, các Phật tử trẻ đã có tâm huyết dâng lên cúng dường chư tôn đức và đại chúng một bài thật là hay và thật là ý nghĩa, nói về sự hiếu thảo của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát khi tu hành đắc đạo, đã vào ngục để cứu mẹ ruột của mình là bà Thanh Đời, giết hại sát vật, làm tất cả các tội lỗi, thì bà Thanh Đời mới đọa làm thân quỷ đói vào ngục, thì Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi cảnh A Tỳ địa ngục và được siêu sanh siêu thoát, thì đó